Tôi là Phạm Trần, xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Những Vấn Đề của chúng ta trong cái tuần này. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ 6, đánh dấu 6 ngày biểu tình liên tục tại bán đảo Hồng Kông của sinh viên, học sinh và của đồng bào ở địa phương để chống lại quyết định phi dân chủ của nhà cầm quyền Bắc Kinh đã đưa ra vào cái ngày 31 tháng 8 vừa rồi liên quan đến cuộc bầu cử vào năm 2017 chức vụ đặc khu trưởng đặc khu Hồng Kông, mà theo quyết định của cái điều được gọi là bộ luật cơ bản của Hồng Kông đã được thông qua trước khi nước Anh trao trả chủ quyền bán đảo Hồng Kông cho Trung Cộng vào năm 1997. Thưa quý vị, cái đạo luật cơ bản này được coi như bản hiến pháp của Hồng Kông, và theo bản hiến pháp của Hồng Kông và thỏa thuận giữa Trung Quốc với bên phía nước Anh thì bán đảo Hồng Kông được toàn quyền quyết định về những vấn đề nội bộ của mình, ngoại trừ vấn đề ngoại giao và quốc phòng thì do chính quyền Bắc Kinh nắm giữ. Ngoài ra tất cả những cái sinh hoạt khác, kể cả những sinh hoạt của người dân, đặc biệt là những quyền tự do dân chủ, quyền tự do ngôn luận và quyền biểu tình xuống đường đều được tôn trọng. Cái thỏa hiệp giữa nước Anh và Trung Cộng vào thời gian đó có sự thương thuyết trực tiếp của lãnh tụ mở cửa Đặng Tiểu Bình. Ông Đặng Tiểu Bình đã hứa là trong thời hạn 50 năm cái đạo luật cơ bản đó có hiệu lực thì người dân ở Hồng Kông được quyền tự do và không có xuất cảng chủ nghĩa cộng sản từ đất liền sang bên bán đảo Hồng Kông. Giờ đây, cái quyết định của Quốc hội Trung Cộng vào ngày 31 tháng 8 cho rằng cái cuộc bầu cử vào năm 2017 để tuyển chọn cái chức vụ đặc khu trưởng đó phải do một ủy ban chọn lựa và đề cử của Bắc Kinh chỉ huy để mà chọn những ứng cử viên. Họ cho rằng cái cuộc bầu cử được gọi là phổ thông đầu phiếu không có đáp ứng tình hình và có thể gây rối loạn cho cái nội bộ của Hồng Kông và tạo ra cái cuộc khủng hoảng chính trị làm cho Bắc Kinh mất cái quyền kiểm soát cái bán đảo Hồng Kông. Chính vì lý do này mà cái cuộc phản đối của học sinh, sinh viên và đồng bào Hồng Kông đã nổi lên. Nhưng mà thưa quý vị, cái điều này không phải là cái điểm đầu tiên mà người dân Hồng Kông đã có một cái những cái quyết định, những cái phản đối về vấn đề đàn áp cũng như là chủ trương siết chặt của chính quyền Trung ương Bắc Kinh. Thưa quý vị, ngay sau khi nước Anh trao trả bán đảo Hồng Kông cho bên Trung Quốc, thì từ đó người dân đã bắt đầu lo sợ dần dà rồi cái chủ quyền của Hồng Kông, tức là cái quyền tự do được sống, quyền tự do được phát biểu và quyền tự do bầu lên những người đại diện của mình sẽ bị chính quyền Trung ương Trung Cộng lấy đi. Và giờ đây, cái sự lo âu đó đã diễn ra. Vì vậy cho nên người dân Hồng Kông đã phản đối kỳ này, phản đối một cách tích cực qua nhiều giai đoạn từ năm 1997 cho đến bây giờ. Cái viên được gọi là đặc khu trưởng, đặc khu hành chính đặc biệt ở Hồng Kông đều do một ủy ban bầu cử tuyển chọn do ảnh hưởng của nhà nước Bắc Kinh chỉ huy đã bầu ra. Và những người mà được cầm quyền ở Hồng Kông đều là những người thân Bắc Kinh. Và người hiện bây giờ đang cầm quyền ở Hồng Kông, thưa quý vị, là ông Lương Chấn Anh. Ông Lương Chấn Anh này là cái người mà do bên phía Trung Cộng yểm trợ, ủng hộ, cũng như một số các tổ chức thân Trung Cộng ở Hồng Kông, đặc biệt là những giới tài phiệt ở Hồng Kông ủng hộ, vì họ lo sợ bất cứ một cái sự xáo trộn chính trị nào cũng sẽ gây ảnh hưởng đến tình hình kinh tế, làm ăn, buôn bán của thị trường chứng khoán Hồng Kông. Và vì vậy, trong cái cuộc đấu tranh của thanh niên, sinh viên cũng như là của người dân kỳ này đã không có sự yểm trợ của các giới tài phiệt của bên thân Trung Cộng ở tại Hồng Kông. Và nhiều người lo ngại là nếu không có sự lên tiếng và can thiệp của cái giới tài phiệt này thì sẽ không làm thay đổi được cái chủ trương cứng rắn của nhà nước Bắc Kinh. Tuy nhiên, hàng ngàn sinh viên đã xuống đường, đã chiếm các cái khu vực trung tâm của thành phố Hồng Kông. Tuy nhiên họ đã không gây ra những cái trở ngại về vấn đề lưu thông
về vấn đề sinh hoạt kinh tế cũng như ngân hàng và thị trường chứng khoán. Điều này rất là lạ lùng và họ tránh tuyệt đối là không có gây ra xích mích để có thể tạo ra những cái cơ hội, lý do để cho cảnh sát đàn áp. Cái cuộc biểu tình ở Hồng Kông đã đưa chúng ta trở lại năm 1989 tại công trường Tiananmen ở Bắc Kinh. Quý vị cũng nhớ, thời gian đó chính ông Đặng Tiểu Bình đã ra lệnh cho quân đội đàn áp dã man và bắn giết hàng ngàn sinh viên, học sinh biểu tình tại đó, đòi dân chủ, đòi thay đổi chế độ Cộng sản vào năm 1989. Giờ đây, người ta e ngại cái tình trạng đó sẽ có thể xảy ra ở Hồng Kông, nhưng mà cái luật của Hồng Kông được quyền cai trị độc lập, không có cho phép quân đội của bên Trung Cộng sang bên Hồng Kông để mà làm cái chuyện đó. Lực lượng cảnh sát của Hồng Kông không có võ trang, lực lượng cảnh sát của Hồng Kông chỉ có trang bị những dùi cui, lưu đạn cay để mà giải tán các cuộc biểu tình mà thôi. Vì vậy, thưa quý vị, ngoại trừ một cuộc xung đột nhỏ vào ngày thứ Sáu vừa rồi, ngoài ra không có bất cứ một cuộc xung đột nào giữa đoàn biểu tình cũng như là người dân ở Hồng Kông. Nhưng mà thưa quý vị, cái chuyện mà ở bên Hồng Kông người ta nổi lên chống đối cũng chưa có giải quyết được, mặc dù phe biểu tình đòi hỏi cái ông Lương Chấn Anh đó phải từ chức, là bởi vì ông Lương Chấn Anh đã đưa ra một lời tuyên bố được coi như đổ dầu vào lửa. Ông Lương Chấn Anh nói rằng ít ra người dân Hồng Kông cũng có thể đến phòng phiếu để trực tiếp bầu cử người đại diện của mình, thay vì để cho 1.200 viên chức của Ủy ban bầu cử chọn lựa của bên có ảnh hưởng của Trung Quốc chọn người đứng đầu của chính quyền Hồng Kông như đã xảy ra từ sau năm 1997. Chính cái lời tuyên bố này của ông Lương Chấn Anh đã gây xáo trộn ở tại Hồng Kông, và các sinh viên, học sinh và người dân biểu tình cho rằng ông Lương Chấn Anh chỉ có bảo vệ quyền lợi của Trung Cộng, không có bảo vệ quyền lợi của người dân ở Hồng Kông. Vì vậy, họ đòi ông từ chức cho tới ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ Sáu. Tôi chưa có tin tức gì là ông Lương Chấn Anh sẽ từ chức hay không. Nhưng mà chính quyền của Hồng Kông hứa sẽ cho một đại diện để mà tiếp xúc với lực lượng đấu tranh của Liên đoàn sinh viên học sinh của Hồng Kông. Và đấy là một cái tia hy vọng có thể giải quyết được cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay. Nhưng mà những tin ở Hồng Kông cho biết đoàn biểu tình, những người biểu tình quyết tâm tiếp tục ngồi lì ở tại các cái trung tâm mà họ thấy sẽ tạo ảnh hưởng trước con mắt quốc tế để mà làm áp lực với chính quyền Bắc Kinh, đòi Bắc Kinh phải thay đổi cái quyết định của một cái quyết định của Quốc hội vào ngày 31 tháng 8 vừa rồi, cũng như đòi chính quyền Hồng Kông phải tôn trọng cái quyền tự quyết của người dân Hồng Kông. Và cái điều này là cái điều mà chúng ta sẽ chờ đợi xem là có thể diễn ra trong 24 giờ đồng hồ nữa hay không. Tuy nhiên, thưa quý vị, đến đây tôi xin tạm ngưng phần 1 của chương trình và tôi xin trở lại phần 2 của chương trình. Việc tập mong là nhịp cầu yêu thương để mọi người cùng tiếp tay giúp đỡ đồng bào ở quê nhà, nâng đỡ họ thiết thực trong đời sống, đặc biệt về mặt giáo dục. Kính mời quý vị tham dự thánh lễ cầu nguyện cho ân nhân việc tập tại nhà thờ Chánh tòa Thánh Agostino lúc 7 giờ tối thứ Sáu ngày 10 tháng 10 năm 2014, 359 Washington Avenue, Bridgeport, Connecticut, và chương trình dạ tiệc gây quỹ lúc 6 giờ tối thứ Bảy ngày 11 tháng 10 năm 2014, VFW 51141, Veteran Drive, New Britain, Connecticut. Mọi liên lạc xin gọi Lê Hùng Vĩ 203-308-9995, Bùi Văn Sinh 203-400. Tôi là nạn nhân của ung thư vú. Tôi bị ung thư gan và bác sĩ nói tôi chỉ còn 20 ngày để sống. Tôi bị ung thư ruột ở lứa tuổi 42, huyết áp cao và chán nản vì bệnh tật này. Hoàng bị ung thư bao tử. Tôi là nạn nhân của ung thư bao tử. Tôi đã bị ung thư nhíp hội tuyến thời kỳ cuối và bị mất ngủ triền miên. Công ty J sẽ đồng hành cùng chúng ta với Super Fucodon chi dược tảo 180 viên, 375mg double dose, phối hợp cùng đơn dương tảo, làm thành công thức độc quyền duy nhất trên thế giới, khắc phục và chế ngự tất cả các căn bệnh hiểm nghèo, những triệu chứng nan y, giúp chúng ta khép lại cánh cửa lão hóa của thời gian, bảo vệ tất cả các tế bào ung thư để bước vào quá trình tự hủy diệt.
đơn dương tảo Chlorella cung cấp sức đề kháng miễn nhiễm mãnh liệt hơn bao giờ hết, đầy độc tố và mang thật nhiều vitamins tự nhiên nuôi sống lại mỗi một tế bào. 2 tuần sau khi tôi uống thuốc, tôi đã khỏe mạnh hơn nhiều. Thần dược này rất hiệu nghiệm cho căn bệnh của tôi. Chỉ trong 9 tháng điều trị bằng thần dược này, biếu ung thư ruột đã tan biến mất. Chỉ trong vòng 4 tuần, số chỉ PSA đã giảm hơn 50%. Tôi như được ban lại một cuộc đời mới một lần nữa. Cảm ơn Super Fucodan chi dược tảo của Jade đã giúp cho Nhung vượt qua căn bệnh hiểm nghèo này. Cảm ơn Jade với Super Fucodan. Hoàng rất tự tin và không cần sợ hãi chứng bệnh nan y này. Đúng vậy, chỉ có Jade giúp chúng ta chinh phục cả bầu trời. Mới bước vào cửa là đã thấy sống động. Nơi luôn luôn đáp ứng mọi đòi hỏi của quý vị. Nơi mà bè bạn, thức ăn ngon, lúc nào cũng chờ đón. Chỉ có ở Sông Bài Live. Always live, always on. Why are my ankles always so swollen? Aren't varicose veins something only women get after having babies? Why do leg cramps wake me up at night? I get questions like these from callers all the time. And if you have any of these symptoms in your legs, you should call Center for Vein Restoration too. You may have vein disease, and through our free screening, you can know for sure. Our patient services team is setting up free screenings in our medical facilities near you. So call now. You'll speak with a live person who understands your symptoms. We'll answer your questions, explain our virtually painless outpatient procedures, and go over insurance with you. The call and screening are free, with no obligation and no pressure. Many people who get a screening find they don't need a clinical procedure at all. You'll feel better knowing for sure. Call today. Call 1-855-401-8346. That's 1-855-401-8346. Call now.